3, 2, 1 bắt đầu. Anh nói sớm hơn rồi em nhé. Ưu điểm của Ampuli thứ nhất là dưới cơ chế tác động của sóng siêu âm hội tụ cường độ cao kết hợp với sóng RF vi điểm làm tăng sinh lớp collagen, lớp cơ smart. Khi mà lớp cơ của mình được tăng sinh như vậy, khả năng co kéo sẽ tốt hơn, làm cải thiện cái tình trạng chảy xệ cũng như là làm cải thiện tình trạng da ở trên bề mặt, xử lý những lớp nhăn li ti và những cái rãnh mũi má này, nhăn khóe miệng này, nhăn đuôi mắt này. Ở độ tuổi nào mình cũng có thể làm được phương pháp này, nhưng mà nên làm khi mà mình đã thấy nhận thấy tự cơ thể mình những cái dấu hiệu của sự lão hóa như là rãnh mũi má rõ hơn, nhăn đuôi mắt, nhăn cau mày hay là mặt bị chảy xệ. Làm ông đi thì có cần phải kiêng gì không ạ? Mình nên hạn chế xông hơi và massage trong vòng 1 tháng đầu, và ngoài ra cũng tránh việc tì đè quá lâu lên một vùng bên mặt để hai bên nó được phát triển đều nhau. Ngoài ra những dịch vụ hay là chế độ chăm sóc da dưỡng thì không phải kiêng gì hết. Ampuli này thì nó khác với cả mấy cái thơ ấy là như thế nào? Ampuli kết hợp được cả hai tinh hoa của việc nâng cơ. Thứ nhất là sóng siêu hội tụ cường độ cao kết hợp với cả sóng RF, do vậy nó khắc phục được những cái mặt nhược điểm của hai phương pháp là Ultra hay Thomas và hạn chế tối đa được những cái nhược điểm đấy trên cái phác đồ điều trị này. Ngoài ra thì khi kết hợp cả RF và sóng siêu hội tụ cường độ cao, cái hiệu quả mang lại nó cao hơn, đồng thời ít gây ra những cái tình trạng bỏng hay là đau cho khách hàng hơn. Ừ.